À, bác cho con hỏi thêm là giống như cái con người thì thường có thần thức á, vậy thần thức là gì ha bác? Thần là ông thần, thức là biết, biết của ông thần. Tất cả đi mình ở đây, ông thần với mình là một. Nó đeo sát mình là sao? Đeo sát mình làm cái gì thì ông biết, đưa vô trong cái tàng thức của mình ông biết. Vì thế mà ông mới thực thi nhân quả. Mình đang sống đây, tự nhiên cái mình tới số rồi, tự nhiên cái mình đang chạy xe ngon lành đó, tự nhiên mình chạy ào ào lên, đụng vô xe cái rầm mình chết. Ai xúi mình? Ổng đó. Gọi là thực thi nhân quả thế giới này. Khi mình chết, thực thi nhân quả bằng cách là nhìn trong trung ấm thân mình có cái gì trong đó, thực thi nhân quả gì cái đó. Nó trong mình á, tuy là có tánh Phật, tánh người và tánh thần. Nhưng mà tánh thần nó không được xếp vào của mình, mà là những cái ông quản lý mình. Vì thế mà ta gọi là ai cũng có cái thần thức, nhưng mà không, người ta không hiểu cái thần thức là cái gì. Rồi nhiều người mà trên triết lý ấy, họ 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 nói nhiều thứ về cái này, nhưng mà sự thật họ không có bình luận nổi cái chữ thần thức. Thần thức thì cứ biết con người. Vì thế mà tôi không nói cái đạo này, có cái đạo nói là hai bên giai giáp thánh thần. Chính cái đạo nói rất đúng, nhưng mà không giải thích được cái thánh thần là cái gì. Thấy không? Mà duy nhất chỉ có Thiền Tông mới giải được thánh thần thôi, còn đạo Phật bình thường hoàn toàn không biết. Duy nhất chỉ có Thiền Tông, mà Thiền Tông đến cái mức mà gọi là giải mã gần hết rồi thì mới giải mã được cái thánh thần này, chứ mới vô đầu không dám giảng cái này. Rồi con hỏi tiếp đi.